Có rất nhiều những khách hàng khi đi lựa chọn cho mình một chiếc xe cũ luôn băn khoăn về các thủ tục pháp lý, giấy tờ như là hồ sơ sang tên đổi chủ. Và chúng tôi có nhận rất nhiều những băn khoăn, những câu hỏi đó của tất cả những quý vị khách hàng. Và ngày hôm nay thì tại Thành Long Auto, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và giải đáp những cái vấn đề mà quý vị đang băn khoăn về thủ tục hồ sơ sang tên đổi chủ. Và ngồi ngay cạnh tôi đây đang là anh Vũ Hoàng Long, giám đốc của Thành Long Auto, sẽ được đồng hành cùng với chúng tôi và giải đáp với quý vị những vấn đề đó. Long này, cho mình hỏi một chút rằng là đối với một cái người mà đi mua xe cũ ấy, thì người ta sẽ phải để ý đến những cái giấy tờ gì đầu tiên của một chiếc xe cũ? Ok. Đầu tiên, đối với một chiếc xe qua sử dụng thì những cái giấy tờ theo nó bao gồm là, các bạn nhìn đây là cái đăng ký xe này, đăng ký gốc của xe. Thứ hai là cái đăng kiểm lưu hành. Đây là những cái giấy tờ cơ bản nhất của một chiếc xe. Đấy, bạn nhé, đây là giấy tờ cơ bản nhất. Tức là đây là những giấy tờ của một chủ sở hữu chiếc xe này. Đúng rồi, mà trên đây người là đi mua, ví dụ như là tôi là người đi mua, sẽ là phải để những chiếc giấy tờ này. Trên đây là ghi đầy đủ tất cả các thông tin của người chủ xe, bao gồm là tên, địa chỉ, rồi là thông tin xe. Đấy, đây là những cái giấy tờ quan trọng nhất của xe. Đấy. Vậy thì thủ tục sang tên đổi chủ thì cần phải những hồ sơ gì và giấy tờ gì ạ Long? Khi mà các bạn quyết định mua hay là bán một chiếc xe này thì đều có những giấy tờ kèm theo. Đó là bao gồm là các cái hợp đồng mua bán công chứng hay là các cái giấy tờ sang tên di chuyển. Đấy, khi bạn chuyển vùng thì các bạn phải có những cái giấy tờ sang tên di chuyển hay là các bạn phải rút hồ sơ. Đấy, thì để rõ hơn là tất cả những giấy tờ này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cụ thể. Lúc nãy thì Long còn nói với tôi rằng là đối với bên mua và bên bán thì chúng ta phải có một cái hợp đồng công chứng. Vậy thì hợp đồng công chứng chúng ta cần những cái thủ tục gì? Ok. Cái hợp đồng công chứng ở đây tức là nó sẽ xác định là cái vấn đề mình mua bán này, thì là nó sẽ cụ thể có một bên thứ ba người ta công chứng cho mình. Đấy thì là những cái giấy tờ cần thiết đầu tiên đối với một bên, ví dụ như bên bán chẳng hạn, họ phải cung cấp đầy đủ cho mình chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn nếu đã là hai vợ chồng. Đấy. Và phải ký công chứng tại địa điểm mà chúng ta tiến hành mua bán. Vậy thì còn đối với người mua như tôi, người mua phải chuẩn bị như, ví dụ như bạn thì bạn phải cần, ví dụ xe sau này sẽ đứng tên bạn chẳng hạn, thì bạn cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu của bạn. Đấy. Sau khi mà đã công chứng xong rồi thì chúng ta phải làm thủ tục gì tiếp theo? Đấy, khi mà triển khai công chứng xong và chúng ta sẽ tiến hành làm thủ tục sang tên. Thì sang tên thì rất đơn giản thôi. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ có những bước như sau. Một là chúng ta phải đi nộp thuế trước bạn cái xe đấy. Đấy. Thứ hai là chúng ta là ra chỗ đăng ký xe của công an đấy, và chúng ta sẽ tiến hành làm thủ tục sang tên tại đấy. Đấy thì cái đấy thì sẽ bao gồm là gì? Tức là khi có hợp đồng công chứng này, chúng ta tiến hành ghi ra thuế này, nộp thuế 2%. Ví dụ như chiếc Mazda 3 này thì chúng ta sẽ phải nộp thuế, chiếc này sản xuất 2018 chẳng hạn, thì người ta sẽ tính theo là giá trị sang tên là 2%, người ta gọi là thuế trước bạ đấy. Thì cái giá trị này tính theo khấu hao xe. Đấy, sau khi chúng ta tiến hành nộp thuế xong, chúng ta sẽ gom tất cả hồ sơ đấy ra địa điểm là công an trực thuộc tại địa chỉ của bạn ấy, và chúng ta tiến hành thủ tục sang tên. Cho mình hỏi một chút là ví dụ như chiếc Mazda 3 này chẳng hạn, đời 2019 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải nộp thuế 2% của bao nhiêu giá trị xe của chiếc xe này? Cái này thì theo cái barem, cái khấu hao của nhà nước người ta quy định. Ví dụ như xe 2019 thì sẽ tính là 70% giá trị xe. Đấy, ví dụ cụ thể là ví dụ 625 triệu là mình nhân với lại 90% giá trị xe, 70% giá trị xe, xong mình nhân tiếp với 2% thuế trước bạ thì ra là số tiền chúng ta cần phải đóng. Vậy thì đối với những xe mà ở biển tỉnh đi, chúng ta muốn chuyển biển về Hà Nội thì chúng ta phải mất tiền biển của Hà Nội đúng không Long? Đúng rồi. Đối với những chiếc xe mà chuyển vùng từ các tỉnh về Hà Nội chẳng hạn, thì theo quy định của Hà Nội là chúng ta sẽ mất 20 triệu tiền biển. 20 triệu tiền biển. Đấy. Đối với những chiếc xe mà chúng ta từ tỉnh chuyển về Hà Nội. Đúng rồi. Còn với những chiếc xe mà đã sẵn ở Hà Nội rồi thì chúng ta chỉ mất 2% thuế trước bạ thôi đúng không? Đúng rồi. Những cái xe mà đã có biển sẵn ở Hà Nội, khi mà chúng ta sang tên, ví dụ như xe cổ hiếu là muốn bán cho ai ở Hà Nội là người ta chỉ mất có 2% thuế trước bạ thôi, và một chút chi phí về cái sang tên ở tại địa chỉ công. Còn một cái thủ tục cuối cùng mà mình hơi thắc mắc một chút, đó là sau khi chúng ta đã hoàn thành tất cả những cái giấy tờ và hồ sơ pháp lý cho công an rồi, thì sau bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ lấy được chiếc đăng ký về với mình? Thực tế thì sau khi mà chúng ta đã làm xong thủ tục sang tên tại chỗ công an ấy, thì họ sẽ cấp cho mình một cái giấy hẹn. Thì trong cái giấy hẹn đấy sẽ ghi rõ là thông tin là cái xe này của ai, sắp tới là xe của ai và thời gian là từ 2 đến 5 ngày họ sẽ trả cho mình cái đăng ký gốc. Đấy. Chúng ta sẽ vui lòng mà cầm theo chứng minh thư và đến cái địa chỉ chúng ta vừa đăng ký đấy,
và phòng trả kết quả là họ sẽ trả đăng ký cho mình thôi. Tức là sau khi chúng ta đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ thì chỉ 2 tới 5 ngày thôi. Đúng rồi. Là chúng ta có thể là đăng ký với chính chủ của chính mình rồi. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị vừa được lắng nghe những giải đáp thắc mắc về thủ tục sang tên đổi chủ cùng với anh Vũ Hoàng Long. Và nếu như quý vị lựa chọn cho mình một chiếc xe cũ tại Thành Long thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị các thủ tục sang tên đổi chủ từ A tới Z mà quý vị không phải lo bất kỳ một vấn đề gì. Và chúng tôi đảm bảo cho quý vị tất cả những chiếc xe tại Thành Long thì đều hồ sơ pháp lý rõ ràng. Và nếu như quý vị muốn băn khoăn điều gì đó thì hãy để lại những comment của mình hoặc inbox chúng tôi và chúng tôi sẽ giải đáp với quý vị trong những clip tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào.